Sinh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Trong kính quý cha, kính thưa sư tổ của tất cả hội sống bên cô cũng như tất cả các tu sĩ hội sống trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận và tất cả gia đình bà cô anh chị em thân hữu của sư Maria Phaolô Trần Thị Thúy. Trong giờ phút này tất cả chúng ta đồng thế cũng chia buồn với hội sống và gia đình, nhưng không phải là chia buồn bởi là hy vọng và tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta là người Kitô hữu được Chúa sinh ra tất cả mọi con người, kể cả những người đơn dân từ ba ngôi Thiên Chúa. Linh hồn chúng ta được Chúa tạo ra từ đời đời trong ba ngôi Thiên Chúa, thế rồi một ngày được nhập thể đến trong thân xác mà cha mẹ tạo ra, rồi ra đời. Sơ Thúy đã đời năm 1983. Để rồi Chúa thương gọi tiếp Sơ Thúy vào trong con đường ơn gọi thánh hiến dân cho Chúa với ba lời khấn khiết tình phân phục và khó nghèo để theo sát Chúa Kitô hơn. Và như vậy ngày hôm nay Chúa lại gọi Sơ ra khỏi đời này về với Chúa. Tất cả đệ trần và phòng tròn khép kín để trở về trời cao với ba ngôi Thiên Chúa. Sống vậy, thân phận con người chúng ta vẫn còn tội lỗi, cần phải được thánh tẩy nhờ ngôi hai Thiên Chúa chết và phục sinh trên đời vô vô ta, và bây giờ là chết và phục sinh trên bàn thờ này để máu thánh của ngôi hai Thiên Chúa tẩy rửa tội lỗi cho nhân loại, phép thiên tẩy rửa tội lỗi cho sơ Maria Phaolô Trần Thị Thúy hôm nay. Chúng ta trong tâm tình ấy rồi sám hối để thành tâm trong tiền lễ dâng cho Chúa Đức Mẹ và các thánh linh hồn của sơ Maria để Chúa đưa về trời. Tôi thu nhận hồn nhiên Chúa toàn năng và hồn anh chị em. Tôi đã mang tôi nhiều trong tư tưởng. Sống không tỳ ố đã là sống thọ,
người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phiền lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm lung mờ sự thiện, và sự vọng quan của biến đổi tâm hồn chất pháp, người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, tiêu xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Đó là lời Chúa.
đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng ta được trỗi dậy với Chúa Giêsu và đặt chúng tôi lên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn vàn lời cảm tạ để tôn vinh Người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình sẽ chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này thì bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Đó là lời Chúa. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Trước hết thì xin có chịu một cảm ơn Cha Chủ Tế, cảm ơn quý cha, cảm ơn quý bề trên đã cho phép con hôm nay thì con có điều kiện để giữ lời hứa với chị Maria Paolo, cháu của con.
Con xin được chia sẻ đôi tâm tình trong ngày thực hành tang lễ của chị Maria Paulo. Có lẽ nếu ai nhận diện một chút khi nghe bản văn bài đọc một, dù đọc một bản văn mới, bản dịch mới, chúng ta vẫn cứ ngờ ngờ. Một bản văn vốn người ta quen dùng để đọc trong thánh lễ an táng của những người cao niên, hôm nay là dùng đọc trong thánh lễ của một người trẻ tuổi. Thực ra nó có một chút trục trặc ở trong bản văn. Bản văn mà chúng ta nghe trong bản văn bài đọc một là bản dịch mới thì tương đối rõ ràng.